Đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh đạt hơn 52 triệu đồng, tăng gần 6 triệu đồng so với năm 2021. Đây là mức tăng tương đối ổn định, thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác giảm nghèo và nâng cao thu nhập cũng như mức sống của nhân dân. Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, tỉnh Con Tum tiếp tục phấn đấu tăng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn lên trên 57 triệu đồng, tương ứng mức tăng hơn 5 triệu đồng. Để đạt được kết quả này, ngay từ những ngày đầu năm 2023, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả những chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra, nhất là chú trọng công tác giảm nghèo bền vững, tăng thu ngân sách địa phương, đảm bảo giải ngân hiệu quả nguồn vốn đầu tư công đối với các dự án trọng điểm của tỉnh.